Xin chào quý vị khán giả. Từ Siêu cũng đang ở ngoài biển, cho nên nó là mình thấy hai chiếc ghe nó đang cào kế bên luôn. Bây giờ Từ Siêu mời quý vị xem cận cảnh hơn để coi em nó làm nghề gì. Rồi cào chiếc quý vị ơi. Đúng rồi, cào chiếc, cào sim đó. Rồi có người kêu là giả một nữa. Để coi ghe ở tỉnh nào nha. Cứ từ từ đi theo Từ Siêu, quý vị sẽ nhận được nhiều giá trị lắm, giải trí này nọ các kiểu. Ghe Bến Tre này chắc ở Ba Tri quá, chứ Bình Đại là bây giờ cào chiếc ít lắm. Bến Tre 92437TS, hai cái ngán là bằng sắt lắp keo, đang chạy cào. Cẩu thì bốn chân. Bến Tre này mấy anh này làm cái mũi lô á, bự lắm. Ghe nhỏ mà làm mũi lô bự lắm. Ồ, anh đang lựa đồ kìa. Cái phần lan can á là làm sàn khô liền luôn ha. Anh thấy mình rồi đó. Thấy rồi. Chiếc này theo mình đố kích thước á, bề ngang nó là 4 mét mấy đó quý vị. Còn bề dài á là nó 16-17 mét đó, chiều dài á. Rồi kích thước chính xác thì có chủ biết thôi nha, chúng ta cùng từ từ xem nữa. Chiếc này thì lên lô bả chứ không có xài cái tời. Có những người họ xài cái tời cuốn luôn đó. Cứ từ từ bám theo nha, hình như ảnh đang nấu cơm hay gì đó. Thì có gì hay thì mình thấy mình quay lại cho quý vị xem. Quý vị nhớ là đăng ký kênh, bấm cái chuông để khi Từ Siêu đăng clip quý vị sẽ nhận được thông báo liền. Xem clip của Từ Siêu thì quý vị sẽ nhận được nhiều cái niềm vui lắm, thấy được nhiều cái hay lắm. Đi hình như là có tổng cộng 4 người, một anh tài công, rồi 3 người làm phụ đó. Chút nữa mình sẽ lại đằng kia nha, mình xem chiếc kia nó như thế nào nữa. Nó bàn dòng nữa nè. Không biết bị bệnh gì mà gặp ghe là mê, khoái quay lắm, khoái xem lắm. Từ Siêu biết là có những người cùng đam mê với Từ Siêu, cũng thích xem lắm. Mà muốn quay được những cảnh này đó quý vị, thật sự mà nói là khó lắm nha, chứ không phải dễ như mình nghĩ nha. Ồ, anh lú đầu qua anh giờ mình kìa, anh tài công đó. Chiếc này hiện tại chạy cào thì mình đoán là khoảng 2 lý mấy à. Khoảng 2 lý mấy thôi. Thường chạy cào tốc độ nhanh quá thì cũng không có tốt đâu nha. Nó bắt không được đồ đâu, chạy chậm vậy đó. Tốc độ vừa phải thôi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển cảnh nha, đến với chiếc này. Để coi chiếc này nó đang làm gì đây. Ờ, cũng đang chạy cào luôn quý vị ơi. Chạy cào luôn. Hai cái ngán giang ra kìa. Ồ, ghe của Vũng Tàu. BV 97389TS. Chiếc này của Vũng Tàu. Cố gắng cái tời kìa, cẩu ba chân. Tời đó là để lên neo đó quý vị, lên neo. Ồ. Phía sau cũng có cái tời nữa. Ồ, cái tời cuốn cào. Chiếc này bề ngang nó 4 mét mấy nha. 4m8 có, 4m8, 4m9 có. Nó lái mở đàng hoàng. Mấy ảnh đang soạn một cái cào ở trên cabin đó. Đã ha. Chiếc này thấy giống ghe của cái mẫu này giống dầm láng như ta. Giống mẫu dầm láng á. Tại vì mình nhìn á là mình nhìn cái phần mấy cái trụ ở sau đó. Nhìn giống giống vậy đó. Chắc Vũng Tàu mua lại gì đây. Đang chạy nha. Chờ chút xíu để coi có lấy cào hay không.
mê. Điều khiển, đứng điều khiển mà nó mê đó. Mà phải trừ pin quay về nghe quý vị, không trừ pin quay về là mệt lắm. Nói chung là hãy gì nãy giờ là cũng 50% pin rồi đó. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chơi cái trò này có chuyện là ăn luôn nguyên mâm á. Thiệt, thật sự là vậy. Chỉ là mấy ảnh lấy cào quý vị ơi. Lấy cào rồi đó. Đang chuẩn bị kéo dép lên nha. Hai dép, hai bên. Tài công lui lại đó. Tính ra thiết kế cái tời nó cũng hay ha. Để phía sau có người ta lấy cào á, thì người ta lấy ở phía trước, này lấy phía sau. Đó. Thì mục đích cũng lấy cào thôi. Nhưng mà do tài công á, họ nhắm là họ làm thiết kế như thế nào để tiện họ làm á. Đi thì mình không biết ăn chia làm sao nha. Anh tài công anh lú đầu ra anh dòm thấy rồi kìa. Hai cái lô bả phía trước á là để lên dép đó. Quý vị cứ từ từ nha, đừng có tu qua. Tu qua là mất cái cảnh hay đó quý vị. Cứ từ từ. Cái cách làm của mỗi tài công á thì họ làm khác nhau hết trơn á. Quan trọng ở đây là đem được cái đục cào lên nhanh đó, gọn đó. Thích cảnh này ha, cũng ráng lắm nhưng mà phải ráng cố gắng thôi quý vị. Trò chơi mà, mình đang chơi game thì game này chỉ có một mạng thôi, có chuyện á là ăn luôn chứ đâu còn được gì nữa. Mình đang phần dày thấy không, thích lắm quý vị ơi. Lên dép nha, lên dép nha, cứ từ từ nha. Lên dép trước. Mấy chục bịch nước á. Cái thời gian mà Từ Siêu gán làm á, để sau này già xem lại những cái đoạn này hồi xưa mình quay như thế nào. Đó. Chứ bây giờ còn trẻ còn sức thì mình cứ đi, mình cứ quay nó làm clip này nọ, sau này già làm không nổi. Tại vì cái thời gian mà mình ngồi dựng clip nữa, đi quay á thì nó dễ, nhưng mà về á mình dựng lại á, cái thời gian ngồi nó mệt lắm. Thì phải suy nghĩ thế nào tùm lum chứ, sao này già khác. Rồi từ từ nha, để xem coi lên tới đâu nữa này. Cứ từ từ, đang kéo dép lên đó. Mấy chục mét nước mà. Dép lên rồi, dép lên rồi. Nó đẹp quá. Lên dép rồi đó. Dép cây. Cặp inox. Đế sắt. Thường là cái phần sắt á, họ ưa dằn cái đế lắm. Tại vì cho dép nó chìm. Cách làm thì tùy theo tài công họ dằn cái dép nữa. Có người dằn inox nữa, kết hợp nó cho nó nặng. Cặp dép bự à. Cầu chiếc này bự nha quý vị, đâu phải nhỏ đâu nha. Nhưng mà thua dầm láng Tiền Giang, nhầm chiếc nó bự 7 mét mấy có luôn á, cầu chiếc á. Nó về cầu sim này á, là dầm láng là đứng đầu Việt Nam nha. Về số lượng ghe rồi nó bự khủng đó, là dầm láng Tiền Giang bên cầu sim. Lên gần hết pin quý vị ơi, chắc về thay pin quá chứ bây giờ cảnh này mà không về thay pin là mệt lắm. Rồi bây giờ mình thay pin xong rồi đó nha, bây giờ mình chạy lại coi nữa, coi lấy cào tới đâu rồi. Chơi một trò chơi cũng khá là nguy hiểm nhưng mà mình thích. Cảm giác nó vui, nó phấn khích lắm. Đã. Để coi.
Ồ lấy cào xong rồi. Giờ lấy cào xong rồi quý vị ơi. Rồi buồn luôn. Về thay pin chút xíu à. Mà ở đây lên cào xong rồi. Lên đục xong rồi đó. Lên lên đục cào xong rồi đó. Giờ chạy tiếp nữa. Chạy đi tìm chỗ khác nữa. Đi lựa nó gì suốt đó. Ngày chắc 3 giả 4 giả. Cào chiếc này không biết bao nhiêu tiếng lấy cào đây. Mình cũng chưa có đi nữa, chưa từng biết nữa. Nếu mà có dịp đó, thì mình xin đi nha. Trời ơi đổ ra ba cây gác gến kìa. Ui tùa lưa hết trơn kìa. Đó, phân loại kìa. Cá nhảy kìa. Ồ, từ từ nha. Đó, đang cuốn lên. Rồi cuốn cái đục lên rồi đó. Cúp cuối là đục cào đó. Giờ chạy đi tìm chỗ khác đánh rồi đó. Ngày nào cũng vậy. Mình cứ làm ăn chân chính là được à. Giờ chạy đi cào nha. Còn tỉnh này tỉnh kia, rồi vùng này vùng kia, nó mỗi vùng mỗi khác chứ. Thiết kế ghe cũng gì. Thôi bây giờ Từ Siêu cũng về nha. Cũng xong rồi. Về đi. Rồi mình quay đến đây thôi nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.